Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi nổi, thu hút lượng đông khách nội địa đi du lịch, tham quan du xuân. Nhiều đoàn khách quốc tế đã chọn tới Việt Nam đón giao thừa, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng 45-50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, cùng với thời tiết thuận lợi, nên hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trên hầu khắp các điểm đến du lịch trong cả nước. Khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương. Thống kê trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Ninh Bình đã đón gần 600.000 lượt khách du xuân, tăng 1,5 lần so với dịp Tết năm 2023. Trong đó có trên 115.000 lượt khách quốc tế, tăng gần gấp 4 lần. Một số khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có đông lượng khách du lịch tới tham quan như khu du lịch sinh thái Tràng An, Chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, khu du lịch sinh thái Thung Nham, Hang Múa, phố cổ Hoa Lư, vườn quốc gia Cúc Phương. Trước đó, từ trong năm, nhiều đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã chủ động làm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch để thu hút và giữ chân du khách. Năm 2024 cũng sẽ là năm đặc biệt với ngành du lịch Ninh Bình, năm kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Với những tín hiệu tích cực đầu năm mới, tỉnh Ninh Bình kỳ vọng về sự bứt phá mục tiêu mà ngành du lịch Ninh Bình đề ra là đón 7,5 triệu lượt du khách, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 8.250 tỷ đồng. Thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, Tiền Giang đón gần 88.600 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 10.000 lượt khách quốc tế, cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của ngành du lịch, đặc biệt là với sự phát triển của mô hình du lịch nông thôn. Năm nay, Tiền Giang đặt ra mục tiêu đón 1,65 triệu lượt du khách, doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch đạt 1.250 tỷ đồng. Trong đó, phát triển du lịch nông nghiệp là một trong những định hướng quan trọng nhằm giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, vừa quảng bá, giới thiệu những tài nguyên du lịch đặc sắc, nổi tiếng của vùng sông nước Tiền Giang. Tham quan các nhà cổ ở xã Long Hiệp rất là đông. Thì so với nhân cái dịp Tết đáng Giáp Thìn này thì so với bình thường thì tăng gấp 2 đến 3 lần. Tiền Giang được thiên nhiên ưu đãi, cảnh trí sông nước hữu tình, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh cùng các làng nghề truyền thống đặc sắc mà không đâu có được. Đây cũng là những nét đặc thù hấp dẫn du khách. Du khách mà khách Việt á đến đây á thì chị sẽ giới thiệu những món ăn của nhà vườn mình. Có nghĩa là một là cá lóc đồng, rồi đương đồng, rồi ớt đồng, gà thì gà ăn lúa. Đó. Rồi nếu khách nhu cầu cái món gì thì chị sẽ làm cái món đấy. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 46 khu điểm du lịch nông thôn, hàng trăm hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với kinh doanh du lịch. Hàng năm, các điểm du lịch trên đón hàng triệu lượt du khách, chủ yếu là khách quốc tế. Qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập ổn định.